chồng mình đi thu hoạch ở ngoài vườn nha các bạn. Có gì thu hoạch nấy. Rồi giờ trước hết mình bẻ trái vít đi. Cho trái nhỏ. Trái nhỏ mà trái nhiều. Bẻ thấp thấp dưới trước đi. Thấp bẻ rồi. Còn thấy còn trái. Cái này phải xếp cái chồng luôn á, cũng nhánh nó luôn, quá chừng luôn. Trái gì mình thấy nguyên trái. Đây các bạn xem mình trồng cái thực vật nha. Bông thực vật mà các bạn cao, nó cao khỏi cái đầu của mình bao nhiêu nè, cỡ 3 tấc á, quá chừng luôn. Nó gọi là thực vật mà. Cái này là thực vật khủng nha các bạn. Khủng luôn, khủng khiếp à. Quá trời luôn. Cắt mấy cái bông già rồi bỏ. Tàn. Sao cái mình chặt cái ở dưới còn cái cũ năm tới lên nữa. Tới lên. Trứng nha. Nó không có mất luôn ha. Ngộ. Hết biết luôn. Cao khỏi đầu rồi nè. Wow. Quá chừng luôn. Có mấy trái táo của hổm mẹ phơi đó. Rồi còn mấy cây chuột. Ba cà tím mình đem qua đây nè. Giờ nó âm xuống đất thấy không? Bữa nay thấy nó tốt kìa không? Nè. Nè. Rồi cây này gãy rồi. Cắt luôn nha. Đúng rồi, cắt luôn đi. Em thấy cây cải của anh chưa? Cây cải khủng của anh chưa? Thôi chế mình em đi. Cắt rau má dắp cá. Thế rồi dắp cá. Quá trời tốt luôn. Cá ăn tốt. Cái gì lá lớn nó cũng lên rồi nè. Ừ. Bụi đâu cần về lá nè. Wow. Chiều nay mình nội bánh bao làm bánh xèo. Hôm qua bây giờ mình đi cắt rau. Bà nội bánh bao làm bánh xèo. Bà ngoại bánh bao cắt rau vô ăn. Lựa mấy cọng dài á, mấy cọng có bông bông nữa em cắt hết đi.
À, nó theo đó, mấy cọng đó đó. Cắt luôn. Ờ, cắt luôn để cho nó nhảy ra. Anh bứng hết mớ anh trồng vô trong cái thùng ở trong nhà kính rồi đó. Để nửa mùa đông mình có mình ăn. Ai ai ăn rau yêu cầu mấy em ở Việt Nam. Rồi bây giờ mình qua mình cắt ít salad nữa không? Rồi. Cái xanh cỏ. Ồ da cả. Rồi, 1, 2, 3. Lên. Chùm ca. Thấy dưới không? Không thấy cái chùm rồi. Nhìn ở đâu lại coi dạ không? Coi dạ không? Dạ chứ. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi ok. Rồi cắt đi. Quá trời cà các bạn ơi. Nguyên chùm nè các bạn. Dính cái này luôn rồi. Sao? Bỏ hả? Để em quay gần gần cho em. Wow. Rồi cắt thì cắt mới tới chín thôi. À, ba trái đó cắt được. Thôi ba trái vỗ tới lại nha. À, cắt chín thôi, trái hùm hùm để lại phải không? Cắt chín thôi. Wow. Đưa cái vỏ qua đây nè, em đưa qua đây nè em cắt. Rau phít cà, rau chất cá. Rồi tiếp tục. Ôi cái này sao mới bị nứt. Đâu, cái nón em che. Trời ơi, thích quá. Anh cứ việc chồng đi, để em đi cắt. Okay. Ôi trời ơi, chết cà khủng này các bạn ơi. Chết cà khủng. Để cái rổ xuống đây đi, em bỏ cho nó gần. Bỏ rổ xuống đây nè. Ok. Không sao. À, cắt mấy trái chín nữa. Nhiều quá ha. Nó hơi hùm hùm thì chừa lại. Ừ. Rồi coi nè. Nó ngon mà đúng luôn anh ơi. Có trái mình đó là đúng rồi đó. Rồi được rồi. Cắt cả bên kia đi. Mấy trái này chưa từ từ nữa làm chín nữa anh. Ừ. Rồi nó cắt. Nó chín nhiều lắm rồi. Cái này là cắt để ăn. Cà này cà... cà tròn. Cắt chùm dưới nè, chùm em mới ra đó. Cắt nguyên chùm luôn. Dạ. Ừ. Cắt nguyên chùm nè. Nguyên chùm còn sống thì anh uống. Nó cắt luôn, cắt luôn. Sao em thấy nó còn sống rồi anh? Em cắt luôn đi. Dạ. Trời ơi. Ê, cho chừng rớt. Ô, mắc kẹt. Đưa lên rồi, đưa lên rồi. Đó, nguyên chùm cà luôn. Thấy ham luôn. Ôi ơi. Đó, cắt từng trái. Thôi lại kia đi.
Ôi, nó còn hùm hùm nhóc hết trơn nè mày. Nè còn đây mấy trái nè. Bên đây mấy trái nè. Cái này cần có cắt không? Cái này nó mới chín tới nè. Nè, mình thấy cắt một trái thôi. Nó chín ừ nó đó. Thôi cái này dìu khoan anh ơi. Khoan, dạ, khoan đi. Dìu đây, đúng rồi. Mấy trái nè. Thôi rửa ép đi. Còn cà bi kìa. Trời ơi. Chùm luôn. Chùm luôn nhưng mà khoan nha. Bạn ơi. Mình sao bạn? Cho ăn một trái đi bạn. Ngọt. Còn. Ngọt. Người chủ chồng chưa thưởng thức rồi, em thưởng thức trước rồi đó. Em phải thưởng thức rồi để em nói với anh chứ. Em cắn nguyên chùm một trái, một trái nguyên chùm nha, em ăn em mới vui. Cho ăn trái là để anh thôi là anh buồn. Ngọt quá. Ngon ghê á. Ngọt quá. Cà này ăn bổ lắm á. Ừ, mẹ nguyên gì ăn. Ăn tại cây. Ôi, bên đây nguyên chùm nữa nè. Bên đây nè. Ôi, bên đây nè. Đi. Ôi, nhóc bên đường nè. Ngồi cắt đi. Bây giờ cắt cao. Quá cắt trời luôn. Xà lắp vô ăn bánh xèo. Nè, cây bên đây nè. Thôi cắt bên đây chùm nữa đi. Chùm dưới dưới cùng á. Đâu? Đó. Đây hả? Dưới cùng á. Đó, nguyên chùm nữa đó. Ôi, cái chùm này ăn chưa chưa ăn tới. Ôi, bị sao bị hư anh trai rồi. Sắc sắc vô. À, đâu, đúng rồi hả? Bộp. Trời ơi. Wow, giác này ánh sáng nó đẹp quá. Trời ơi, cái chùm này nó dài chứ ha. Bóng bóng. Mà tại vì cái này nó ở ngoài này nó còn sống nè. À. Nó còn sống nè. Bẻ ăn hoài. Ăn tại cây luôn. Ngọt quá mày. Ngon quá. Ngon quá. Cái là lãi lãi gì ăn ngon. À đây nè, đây cà bi này anh xuống đất nè. Mấy cà này ngọt mà. Còn sống ngon lắm. Thử cái này có ngọt không? Mình thử cái này ngọt không? À, cái giống nó cái gì hả? Thứ nó hả? À, không biết. Ngọt không? Chua. Chua hả? Cái đó chua. Ừ. Cái này ngọt. Khác giống á. Cái này ngọt. Cái này cà dài nè. Em coi giặt cà dài của anh nè. Đó. Ngọt kia nữa. Nè, em quay anh vô anh bẻ cái cà bự của nó đó. À. Trời ơi, các bạn ơi, coi nè. Cà đi, ra đi hàm quá. Ôi ôi. Ôi trời ơi, cái trái trà bự nè anh ơi, coi cái trái già này nè. Trời ơi, nó to quá chừng luôn. Một trái này nửa ký lô á. Đâu 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 anh? Thôi anh cắt đó hả? Ôi ôi. Nè, trái này mới khủng nè. Thì đó, em mới thấy trái này nè. Chín nó là chắc nửa ký. Ôi, nó to quá chừng luôn. Ký lô á. Còn trái chín bên kia nữa kìa anh. Cái nào? Thì ngoài sau lưng anh kìa cũng chùm dây nãy á. Nãy hả? Ừ. Đó, thấy không? Ừ. Đó. Ừ. Cái tay chín thôi, nhiều quá rồi. Trời ơi, mê quá. Ừ. Đây, các bạn ơi, trái này sống, bỏ trái này. Hả? Cái này. Cái để nó chín. Ăn được cái nhỏ quá. Vậy hả? Nè, trong này là chín nhóc nè. Anh xuống đất em thấy nó xanh lên, nó lên mấy cái đọt này nó cũng có trái nè. Trời ơi, cái trà bi chín ở dưới kìa. Ok. Lùm chùm dưới kìa. Thấy mê quá. Ồ. Ây da. Rồi, bây giờ mình đi cải đi anh ơi. Sáng đi ta. Rồi đưa lên coi. Rồi vậy nha. Cái quần kéo á là làng hoàng chụp tới đâu vậy? Thấy khúc mà. Nhưng mà nó phải xách cái vỏ lên luôn á. Ừ.
Anh đứng xích qua chút đi. À đó nha. Rồi nha. Vậy nha. Anh sắp tuần này hai em sắp. Anh sắp cho. Sắp cái vỏ nha ha. Trời bắt đầu. Anh về giờ chỗ coi chừng sai đó. Cái đúng bụt quá, không thấy cái sao? Mặt. Sao không thấy? Không thấy. Anh lại anh cho hình cho. Cái nó sụp xuống đó hả? Thở cái nón lên, thấy cái tay mình thở cái nón. Rồi vậy nha. Rồi chuẩn bị. Đây các bạn, càng mình thu được. Trời ơi, ăn gì quá. Mở đây, mở đi. Cầm anh ôm cái đó đi. Hai người cầm. Ở đây. Rồi nhìn lên. Từ đây. Đó. Được rồi. Rồi lại coi hình này không? Chắc nó tắt đây. Ăn salad, ăn bánh bánh xèo nha. Nhìn lên đây đi, nhìn lên đây. Rồi, chuẩn bị. Rồi. Hôm anh test cho chị Phúc hết mấy mấy cái bụi bên này rồi đó. Thank you.
quá chừng. Wow. Ôi ôi. Quá trời luôn rồi các bạn ơi. Như vậy ăn gì hết. Ủa ăn gì đủ chứ. Như vậy ăn gì đủ. Cởi ra, cởi ra. Cái xanh hả? Khỏi đi. Cái xanh. Tôi lấy cây xanh trong nhà còn. Trồng kịp hả? Kịp chứ. Cái ớt kim nằm trò bên này nó lớn rồi đó. Nè. Bánh xèo, bánh xèo, cải xanh ăn bánh xèo này các bạn ơi. Wow. Cái này có tặng á. Ăn cháo á, mà nhúng vô cũng rất là ngon luôn. Hết sức luôn, cái giống cải xanh này, cái cọng nó ngon quá trời. Đó, thấy có bông này không? Ừ. Cắt ăn nữa già. Kìa cây này, cây bên đây nè anh, nè nè. Đó, bên đó đó. Ăn cái gì trồng khác. Có bông này nha. Rồi, được đấy hả? Được rồi. Thêm hoài. Ôi, thích mấy cái cọng. Rồi, đi vô. Thôi, đi lại cắt miếng rau chua nữa. Đây là các bạn. Ôi, vô ăn bánh xèo. Ăn bánh xèo. Cải xanh gói bánh xèo đây. Rồi, em bỏ vô rổ. Rồi. Cái rổ này anh khiêng nó đi. Quá rồi. Đầy rồi. Quá trời nhiều rồi. Rồi, mình đi cắt rau chua. Đây, thì rau thơm mình có rồi. Ơi rau chua nè. À, hai bụi. Không ăn nó lên quá trời. Em cắt ngang đại nè. Sát dưới. Sát dưới. Trời ơi, quá nhiều luôn. Đủ rồi. Hết bụi luôn đi. Cái kéo này cắt không ngon. Ừ, lấy cái dao á. Thôi được rồi. Rồi. Cầm vô đi. Tí tô không? Không, còn. Tí tô quá trời rồi. Cái thơm này biết sao không? Dạ. Bữa sau nữa em làm cuốn thịt bò. Thịt bò xay có đó. Cuốn thịt bò, quá cắt cuốn thịt bò. Này ngon, mới vô phân này nó xanh lè lại này, em thấy không? Hẹn anh nhìn anh nè. Cắt cái này nó mập nè anh. Đó, anh cắt lên vô phân á. Đúng rồi. Cắt rồi, ngang rồi hết nè, rồi vài bữa nữa ăn. Nè, trái này anh để giống nè. Để giống em nè. Thấy rồi, sáng em ra em cắt. Nè em đợi, em coi cái trái. Em coi cái trái mướp này mắc cười lắm. Nè trái này không đậu ha. Nè cột làm dấu nè. Nè cắt đi. Không đậu. Không đậu bỏ đi. Rồi đụng luôn. Đây nè. Đâu có đụng đâu. Đâu rồi. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Nó vàng. Anh thấy nó vàng hơn ta không? Ờ. Nè, nè hai trái mà anh trái này màu vàng, trái màu xanh nè. Anh thấy không nè. Nè. Trái màu vàng, trái màu xanh ha. Anh đụng tay. Đâu có nhầm gì mà nắm dưới đây. Cái gì vàng không anh? Gì sợ già nữa chứ. Ồ, trái này cắt được rồi đó. Cắt được rồi đó. Hả? Ừ. Mai đi, mai đi. Mai, mai, bự quá. Mai đi, ừ. Ôi, mai đi, trời ơi, múc để vô cái lỗ mà nấu lỗ gà hầm chả đó. Ừ. Rồi, vô. Bông nó bông đực. Vậy hả? Ừ.
bông cái nó có cái trái vậy phải không? Còn bông mà không có cái trái dính là bông đực. Quế này tốt kìa. Quá trời. Trời ơi, thu hoạch cho một rổ. Ơi. Bà chủ nhà vườn khoái quá. Nó lắp mất tiêu trái phít hết rồi. Rồi đem vô chất ra nè, đem vô chất ra. Wow, sản phẩm thu hoạch được. Cái được cái gì đây bà xã? Rau chua, rau cá. Rau gì nữa? Thứ hai mà. Ồ, xà lách. Này, xà lách tím. Mà tại nó còn non quá, nó xanh. Tím không có luôn. Ừ. Mình Việt Nam nó mua, nó thấy. Thấy thèm luôn. Rồi tới cải xanh. Cái này cải xanh lắc. Cải xanh. Được cà. Trời ơi, một đống cà nè. Cà với lại trái kít. Trái kít còn một rổ chẳng. Trái kít lắc này anh để vô cái sấy. Thôi hôm nay mình thu hoạch được nhiêu đó vui đó các bạn ơi. Rồi thôi chúng ta chào các bạn đi. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại như thu hoạch lần sau. Cảm ơn cái ông nhà vườn trồng. Để có những cái trái mình thích ăn đó. Mình chỉ biết cắt thôi chứ không biết trồng. Ngọt lắm các bạn ơi. Thì anh trồng lấy phục vụ cho người đẹp. người đẹp vui là anh vui rồi. Già, cái tình già thì có nhiêu đó thôi. Không? Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại mấy video sau. Rồi, bye bye các bạn. Các bạn nhớ cho một like và subscribe, chia sẻ cho mọi người cùng xem nếu các bạn thích. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.